4 kiểu áo sơ mi giúp chị em mặc đẹp bền bỉ. Chị em muốn thăng hạng gu ăn mặc thì tủ đồ hè nhất định không thể thiếu áo sơ mi. Áo sơ mi là món thời trang đơn giản nhưng vô cùng thời thượng và sành điệu. Chẳng cần mix match cầu kỳ, chị em vẫn sẽ dễ dàng phối được một outfit đẹp chuẩn mực để tự tin diện hè. Dù basic nhưng điểm cộng của áo sơ mi đó là đa dạng mẫu mã, vậy nên chị em an tâm sắm thoải mái mà không sợ trang phục trông nhàm chán hoặc một màu. Dưới đây là 4 kiểu sơ mi nên sắm. 1. Sơ mi trơn màu. Áo sơ mi trơn màu là item chuẩn xu hướng hè 2023. Không cần họa tiết cầu kỳ rối mắt, thiết kế này vẫn mang đến cho người mặc diện mạo trẻ trung và sành điệu vô cùng. Đây cũng là món thời trang được hội chị em công sở vô cùng ưa chuộng vì vừa dễ phối vừa có tính ứng dụng cao. Để mặc đẹp bền vững, lời khuyên cho chị em đó là hãy kết thân với các mẫu sơ mi có tông màu điển hình như trắng, đen, be hoặc những gam màu pastel ngọt ngào như xanh, hồng, tím. 2. Sơ mi kẻ. Ở sơ mi kẻ dọc chính là gợi ý hoàn hảo cho những ai yêu thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn có điểm nhấn nhá nổi bật. Thiết kế kẻ dọc sẽ giúp outfit trông tươi tắn hơn mà vẫn đảm bảo không quá xến sẩm, rất phù hợp để trưng diện vào mùa hè. Muốn vẻ ngoài tăng điểm thanh lịch thì chị em có thể phối sơ vin cùng chân váy suông dài. Còn muốn tổng thể trang phục trông năng động thì công thức sơ mi cộng quần jean cộng giày thể thao sẽ là lựa chọn lý tưởng nhất. 3. Sơ mi lụa. Điểm ấn tượng của thiết kế này nằm ở chất liệu lụa sa tanh, mang đến cảm giác mát mẻ thoải mái cho người mặc. Mảnh ghép hoàn hảo của sơ mi lụa chính là chân váy dài và quần suông. Sự kết hợp ăn ý này sẽ làm toát lên vẻ mềm mại nữ tính, giúp chị em trở nên có gu hơn trong mắt người đối diện. Với chất liệu bóng lụa đặc trưng, nàng hãy ưu tiên chọn những chiếc áo có gam màu rực rỡ như đỏ, tím, vàng để cộng điểm sành điệu cho tổng thể trang phục. 4. Sơ mi cổ tàu. Một trong những mẫu áo rất đáng để chị em đầu tư đó chính là sơ mi cổ tàu. Vẫn giữ form dáng rộng rãi truyền thống nhưng được thay đổi phần cổ áo khiến trang phục trở nên bắt mắt hơn hẳn. Chẳng những thế, thiết kế này còn có khả năng tôn dáng hiệu quả khi giúp chị em trông thon gọn đáng kể. Đặc trưng của áo sơ mi đó là tính thời thượng và trang nhã. Vậy nên thiết kế cổ tàu cũng không hề ngoại lệ, sở hữu món đồ này sẽ giúp nàng có thêm nhiều ý tưởng phối đồ và tự tin mặc đẹp trong mọi hoàn cảnh.